Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Suzuki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục khám phá trong thế giới Hexit ở bên thế giới Twilight Forest này nha. Ở tập trước thì mình có đánh hai cái tháp của con Urgas ấy và chỗ của con Naga này. Các bạn có chỉ mình ấy là trên cái nơi cao nhất của tòa tháp này thì mới có đồ của con Gas ấy. Thành ra bây giờ mình sẽ bay qua bên bển nha. Rồi, bay thẳng về hướng bên đây và trèo thẳng lên cái ngọn tháp thôi. Thành ra mình cứ tưởng là đánh xong á, rồi đồ nó rơi ra xong nó mất luôn. Mà không phải, nó nằm ở tuốt ở phía trên ấy. Và không biết trên đạn chọn nó có cái món đồ gì nữa ta. Hy vọng là có cái huy hiệu, tại mình chủ yếu là sưu tập huy hiệu thôi. Cái này đúng không? Ừ, các bạn bảo là có cái rương á. Và cái chỗ này hình như không phải chỗ luôn mà con đó xuất hiện. Ừ, không phải, không phải. Qua đây coi. Ồ, cái này nó có mấy cái. Ồ, nó có bàn chế tạo gì nữa nè. Ồ, để mình chế tạo theo nó thôi coi được cái gì nhá. Và búp. Ồ, được một cái Kaminai. Cái này làm được gì không? À, cái này để làm những cái khối à. Ồ, thì ra nó đang chỉ mình làm cái khối kia. À, đây, cái rương nè. Vậy, Urgas Trophy nè, đúng thứ mình cần. Và có thêm Fairy Blood nữa. Lấy luôn được 7 lọ và một ít cái này. Rồi ok. Và vậy là bên kia còn một cái giống như vậy nữa hả ta. Ok. Ui ui. À còn Gas hả. Ủa mất tiêu rồi. Mới thấy Gas xong mất tiêu à. Rồi bay qua bển và lấy nó luôn thôi. Và cái khu rừng này á, các bạn có chỉ mình là khu rừng bóng tối. Bình thường thì khu rừng này sẽ bao trùm bởi bóng đêm thôi, nhưng mà mình có set đồ của thiếp hút ấy, thành ra mình có thể nhìn được xuyên màn đêm. rồi cái này nó một cái Urgas Trophy nữa nè, và lấy hết đồ trong đây luôn. Như vậy thì mình đã có tổng cộng được hai cái trophy rồi, một cái là của con Naga và một cái của con Gas. À, kế tiếp thì mình sẽ bắt đầu đi khám phá tiếp tục về hướng ở ở bên đây nè. Tại vì mình thấy có một cái công trình gì nữa khá là gần chỗ của cái con gắn Naga ấy. Rồi mình sẽ tay leo qua đây một cái và đi bộ qua bên kia thôi. Đó. Và cái khu rừng này thì nó mới có ánh sáng lại. Và phía dưới hang ấy thì nó vẫn có những cái con boss nha. Thành ra sau khi mình khám phá hết những cái công trình ở phía trên này thì mình sẽ bắt đầu khám phá những cái hang động ở dưới thế giới Twilight Forest này. Ở đây là những con hưu sao đúng không ta? Không biết có phải không nữa. Rồi và giờ mình sẽ cái này nó cũng có quy mô rất là lớn luôn, không thua kém gì cái tòa thành của con Urgas đâu. Cái này cũng khá là bự nè, nhưng mà vật liệu của nó là bằng những cái cục gạch đá. Rồi giờ mình sẽ đi lên trên đây. Ủa cái này không có đường lên hả? Ủa thiết kế gì kỳ vậy? Trời lại mưa nữa rồi. Mà mỗi lần mình vào cái công trình gì đó là trời nó lại đổ mưa hả các bạn ơi. Dưới thế giới này nó mưa liền liền luôn á. Ui, mình mới thấy con gì nó bắn. Ui quyển sách. Ở đây nhiều sách lắm luôn. Ây da, bắn lén hả. Ui có spawner nè. Ây da. Chết rồi. Trúng cái động của con quái vật sách rồi. Mình sẽ lấy cái cúp ra một cái để mình có thể đào nó ra ấy. Rồi. Ui đào cái spawner này ra nè. Ui trong đây không biết có rương không, để mình trèo lên trên thử nha. Quá trời sát luôn. Ở đây rất là nhiều sát luôn. Bọn này ha, tuy là ham mớp thôi nhưng mà ha, quá trời sát để học nè. Và phòng này thì nó không có những cái rương. Tiếc vậy ta. Hình như phải đi lên cao hơn thì mới có rương á. Kiểm tra kỹ. Cái này cũng vậy luôn. Ngoài ra thì ở hai bên đường đi nó còn có treo trăm nữa kìa. Spawner nè. Ui quá trời quá giật sách luôn. Con này nó còn có được hiệu ứng bên. Ui nó rơi ra cái ổ bích. À không, cái cộng lông. Nó rơi ra cộng lông gì kìa. Còn một con nữa. Gán tiêu diệt con này mới được. Còn mấy con mà có hiệu ứng thường thường nó sẽ cho đồ. Nó cho mình một cái cây Ender Giant Sword nữa. Mình có một cây rồi, thành ra cây đó chắc mình sẽ để dành mang về á. Enderman hả? Ui đập. Ui lỡ quýnh anh em. Ui ha. Ở đây nhiều
spawner vậy? Ui, đây là tòa thành mà mình thấy nó nhiều spawner nhất luôn á. Đi vài bước là gặp một cái spawn. Ồ, cái này nó còn bẫy mình nữa nè. Nó đập ra để cho mình lọt xuống dưới ấy. Đây có gì không? Ồ, cái tầm cây. À, 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 à. Còn sách nè, sách nè. Mình quánh nó một lần thì nó sẽ rơi ra sách ấy. Và bây giờ mình quá trời sách trong người rồi nè. Vứt bớt đi. Gì đâu mà nhiều sách dữ không biết nữa. Nè, vứt, vứt, vứt. Magic Map Focus. Ồ, cái cộng lông đó để làm cái bản đồ. À, có khối sắt nè. Ý. Ui. Rồi, rớt dưới rồi. Thôi, 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 thôi. Không đi dưới đâu, mình sẽ xuống đây để nhặt cái khối sắt lại. Và đi lên trên tiếp đi. Ui, ui. Đó. Phải cẩn thận. Mấy cái này nó thiết kế là có những cái lỗ hổng. Mình mà đi lọt xuống dưới là thế nào cũng bị té và mất máu ấy. May mà mình mặc đồ xịn á, nếu không thôi vào nãy té cũng gần chết rồi đó. Rồi, skeleton nè. Ủa sao cái này nó cao vậy ta? Ừ, biết vậy hồi nãy mình đi lên trên và ấy. Ui ui ui. Lick. Ồ, chúng con boss rồi. Boss boss boss. Ui ui ui, con này nó có khiên. Nó còn triệu hồi ra đàn em nữa kìa. Dạ. Ui. Khỏe vậy. Ê, ui 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 ui. Ui. Ui, con này nó mạnh lắm. Ủa sao dùng kiếm quánh không được ta? Cúp coi. Ui, chúng mình dùng kiếm mình quánh không được nó luôn á. Dạ. Ui. Ui, mắc máu, mắc máu, mắc máu. Ui, đợi đợi, từ 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 từ. Nhọn, nhọn zombie gì quýnh láng hết luôn. Skeleton quýnh láng hết. Rồi. Ui ui ui. Biết hay là dùng tay không đánh ta? Để test thử coi. Ồ, đúng rồi, dùng tay không đánh được nè. Dùng tay không đánh là bể khiên nè. Ái da. Ồ, ngộ vậy. Mình đang dùng cái cục thịt quýnh luôn. Rồi, ok ok, dùng cục thịt quýnh. Lít nè, lít, lít hả? Nó có những cái con đàn em nè. Và đàn em nó trưởng ra những phát bắn nổ ấy, rất là đau luôn á. Mình ăn vô cái à, vừa quánh vừa ăn luôn, rất là tiện. Và tiêu diệt nốt mấy cái khiên coi. Ui, cái bắn kìa. Mấy cái đàn em nó mình quánh không có được. Thiệt tình đó, đàn em nó giống như cái bóng thôi á, không có đánh trúng được. Mình chỉ đánh trúng cái con lít này thôi à. Ây da. Ồ, nó còn một cái khiên thôi. Hết khiên là ngõm với tôi nha. Đâu rồi, đây đây đây. Click hả, nó, rồi. Tiêu diệt, ui ui, chưa. Hồi máu, hồi máu. Ui. Ui, đừng. Con nhện này, nhỏ mà sung. Nó có đàn em, dùm bay xăm nữa nè. Rồi, lít hả. Ôi, con lít này sau khi mà nó mất cái khiên á, nó rất là yếu luôn. Nè, nó ngõm á nè. Nó chỉ mạnh khi mà nó có cái khiên thôi. Và mình được một cái Scepter of Twilight. Cái này là cái bắn của con lính đó nè. Wow, cái này trưởng được. Còn được 98 cái nữa. Ok, mình sẽ để dành cái này để đánh những con boss tiếp theo nha. Cái cọng lông này thì chắc mình sẽ cho vào đây đi. Quyển sách thì không cần, trứng không cần. Được thêm một cây rìu nữa nè, cắt vào. Sách chắc mang về một ít. Vứt. Nó được cũng được đúng một cái cây này thôi à. Cái ơ mà con boss này nó không rơi ra cái hả? À đây có cái trophy nè. Trophy là thứ mình cần nhất luôn á. Rồi vứt. Được kiếm vàng nữa. Kiếm vàng thì không cần tầm này đâu. Và mình sẽ cho vào cái ba lô hồng này. Lick trophy nè. Cây kiếm ender thì cho vào ba lô bên đây. Và tiếp tục khám phá những cái công trình tiếp theo thôi. Hy vọng trên đường đi mình sẽ tìm thêm được thật là nhiều những cái công trình có boss ấy. Ở đây có những cái cây bự nè. Không biết trong mấy cây bự này có boss không nữa. Thông thường thì ở một biome thì sẽ có hai con boss ấy. Mà ở đây thì mình mới gặp được một con thôi. Và cái khu rừng đen này á, rừng bóng tối này thì hình như còn một con ở phía dưới lòng đất nữa. Để khi nào mình khám phá hết ở phía trên đi thì mình sẽ bắt đầu đi xuống phía dưới để khám phá tiếp nha. Rồi giờ chuẩn bị gậy để đi nè. Bước này ra. Ui da, ui ui ui. Bình tĩnh nào mấy anh hai. Rồi đi tiếp thôi. Trời mưa hoài không biết nữa. Mình thử ngủ rồi coi nó có hết mưa không nhá. Chứ thế giới này là mình ngủ là được hoài luôn á. Tại vì nó không có trời sáng hay là ban đêm gì hết trơn. Đó, mình sẽ thử ngủ. Để coi có hết mưa không nha.
Hy vọng hết mưa. Ồ, nó không hết mưa luôn. Ồ, thế thì không ổn rồi. Rồi đi tiếp thôi. Ở đây có cái hang nè. Biết đâu dưới mấy cái hang này mình lại gặp boss á. Không có, không có. Tại vì theo như mình biết thì ở đây còn có cái con boss bò nấm nữa. Và con boss đó thì nó sẽ có dấu hiệu bằng cách là tìm thấy một cái gò đất cao hơn bình thường. Và xung quanh nó sẽ có chỗ trống ấy. Bên đây. Ủa đây có cái lỗ gì nè. Để mình coi coi. Lỗ này mình sẽ đi xéo hướng bên đây một tí. Rồi đi tiếp đi tiếp. Và đây là có một cái công trình gì nè. Ủa cái này là cái gì ta? Mình cũng chưa biết nữa. Cái này mấy công trình này nhìn kỳ quá à. Rồi. Dạ. Bay lên một cái. Và đây có những cái quặng alumium. Có cái cổng kia nữa kìa. Mình không thích cái cổng nó chút nào đâu. Dẫn mình tới thế giới bóng tối ấy. Và bay lên. Ui, mắc kẹt mắc kẹt. Ở đây có nhà bỏ hoang nè. Có thỏ. Tới cái lỗ chưa? À gần tới rồi. Một xíu nữa. Cái này cái lỗ hay là cái cây ta? Mình sợ cái đó là cái cây á. À nó là một cái cây à. Kiểu như nó bị gãy rồi. Ồ mình gặp một cái tháp obsidian gì nè. Ủa đây có con quạ nữa gì nè. Khu rừng này càng ngày càng thấy những điều thú vị nha. Ủa ở đây chứ có cái. Ủa có cái hang đúng không? Để mình kiểm tra coi. Ồ đúng rồi có cái hang nè. Wow. Ủa hết đường rồi. Ủa mấy cái hang này cạn vậy. Phải chi tìm được mấy cái hang sâu sâu mà có boss nữa là hết sảy luôn á. Ở bên đây thử coi. Ui. Nghe tiếng nhện, nghe tiếng nhện. Hình như ở dưới thì phải. Tiếng nhện càng ngày càng gần nè. Ồ, nó đâu bên đây á. May mà mình có mang thôi sản. Một con nhện bình thường thôi và một cái con Kobo. Nó yếu xìu. Mình quánh nó còn gây ra lúa cho mình nữa. Ồ, còn đường. Sẵn tiện khám phá nốt cái hang này luôn đi. Có sắt. Có những cây nấm đào con skeleton. Mình còn nghe tiếng con skeleton ở bên đây nữa nè. Bật cái map lên coi. Mà cái map này thì nó không có hiện ở dưới lòng đất ấy. Khá là khó cho mình. Con đường. Ui, lại là con Kobo nè. Kobo yếu xìu. Mình quánh một phát là ngợm. Bên đây có thêm quái nè. Ui, mình thấy con. Ủa thanh máu con boss đúng không? Ủa đúng không? Nãy mình mới thấy thoáng qua. Ủa? Nãy mình mới thấy thoáng qua cái thanh máu của con boss ở phía trên mà. Đó đó đó, King Slam. King Slam là vua Slam à. Ở đâu? King Slam, một con boss mới. Rồi, kiểm tra coi. Nè, lên đây vẫn thấy nè. À, con này đúng không? King Slam có trăm máu rồi. Ui, có trăm máu nhưng mà mình quýnh lâu lắm mới ngỏm nè. King Slam yếu xìu vậy. King Slam mình đánh có vài hit là ngỏm à. Vậy là ở đây không có rồi. Okay, giờ mình sẽ đi tiếp hướng bên đây coi. Bên đây lại là những cái gốc cây tương tự hồi nãy à. Giờ mình muốn đánh rồng mà hai ra thì chúng ta cần phải tìm cái vùng swarm kìa. Mà ở đây toàn là rừng không à. Giờ chịu khó đi trên đọt của mấy cái tán lá này nè để đi tìm những cái nơi mới thôi. Trên đây thì di chuyển rất là dễ dàng tại vì cái tán lá này nó kết nối lại với nhau ấy, rất là dễ cho mình luôn. Và bên đây là cái khu rừng gì rồi. Đây có chỗ đá nè. Để mình để ý kỹ coi coi có những cái căn cứ của mấy mấy cái con boss mà bò nấm không nhá. Tại vì cái căn cứ của nó dễ phân biệt lắm. Rồi vừa đi vừa kiểm tra map thôi. Và nó đã mở được một xíu rồi. Vẫn chưa thấy. Rồi đi tiếp. Và những cái cây này á mình khuyên là không nên chặt đâu. Tại vì chặt một phát là ha, rìu cỡ nào cũng phải hư thôi. Tại vì cái cây này quá là bự ấy. Rìu sắt của mình chặt một phát một ha, nó mất tiêu luôn. Tiếc ghê á, mình có đúng một cây rìu để chặt cây thôi hả, chưa kịp sửa nữa.
nó hư rồi. Và mưa bên đây thì kéo dài không biết bao nhiêu ngày rồi đó, từ hôm bữa tới giờ. Tới swarm cái gì nè, tới swarm rồi đúng không? Dùng đất nó tốt thui nè. Hình như tới swarm rồi thì phải á. Vậy thì tuyệt quá. Rồi. Phải không ta, cái này phải swarm không? Đúng rồi, đầm lầy nè. Và theo như mình biết á thì cái chỗ của con rồng Hydra thì nó phải có những cái cột lava luôn. Còn chỗ này thì mình vẫn chưa thấy những cái cột lava đâu hết. Enderman. Chắc anh bị trúng nước chứ gì, tại vì Enderman rất là sợ nước luôn ấy. Ok, và mình sẽ cái gì mà to thế? Cái cây hồi nãy, mấy cái cây hại mình mất cây rìu á. Rồi. Rồi để ý thêm một lần nữa. Có thêm hang của boss Naga nè. Một cái tòa thành. Và bên đây là những cái nhà. Cái này phải không? Cái chỗ của con boss bò nấm là nó sẽ cao hơn bình thường một xíu ấy. Đi được một xíu thì mình đã tìm thêm được một cái hang của con boss Naga nữa rồi. Giờ mình sẽ tiêu diệt thêm một con nữa đi, để mình có thể có thêm những cái scale ấy, rồi chế tạo bộ giáp nhá. Con boss này lúc đầu mình thấy nó to thế, mình cứ sợ là nó mạnh, nhưng mà thật ra nó yếu xìu à. Mình chém vài hit là ngợm nó thôi. Úi chạy đâu thế? Ôi vô đây, đúng rồi vô đây. Đó, vô đây mà đánh nhau chứ. Rồi tiêu diệt Úi ui, nó có tuyệt chiêu ấy là quấn người mình ấy, nhưng mà giờ vô dụng rồi, tại vì mình chém nó rất là nhiều ấy và nó sẽ sợ và chạy ra bên ngoài. Đó, có thêm những cái Naga scale rồi. Giờ mình sẽ cho vào cái ba lô này để sau này còn chế tạo bộ giáp nữa. Cắt vào. Ngoài ra bên đây vẫn còn một cái hang của con Naga nữa nè, nhưng mà mình sẽ tạm thời bỏ qua. Và bên đây có một cái khu gì mình thấy có những cái quặng khoáng sản hay sao á. Rồi qua đây thử coi. Và mình thấy có cái chấm xanh xanh hình như là kim cương thì phải. Hy vọng bên đó là kim cương nhá. Đúng rồi. Khu mỏ lộ thiên. Sẵn tiện đào luôn. Kim cương mà ngại gì mà không lấy. Rồi khá là nhiều á. Được 5 viên rồi. Luli thì chắc không cần đâu. Cái quặng này là quặng gì đây? Quặng này là aluminum. Bên đây có than. Có sân bay nè. Dườm bài. Và dưới đây mấy cái hang này mình phải kiểm tra. Kim cương nữa. Kim cương trong đây khá là dễ tìm. Rồi và coi. Những con combo. Dườm bài. Nhìn là muốn quánh rồi. Còn combo nhìn khá là dễ thương. Ra chắc một xíu mình không đánh mấy bé combo nữa đâu. Skeleton hả? Ở đây tập bầy tập bụi. Rồi. Và bên đây thì hết tường rồi. Làm sao để gặp được mấy con boss dưới hang này ta? Dưới đây hiếm lắm mới gặp được boss ấy. Và đây có nhện nè. Vậy là dẫn đường đi lên rồi. Và giờ mình mất cái quýnh cái dần vô tường ngõm luôn chứ. Và giờ thì mình mất cây rìu rồi, khá là tiếc luôn ấy. Giờ muốn gặp gỗ mà chặt thì cũng không có dụng cụ để chặt nữa. Đây kim cương nữa nè. Đi một xíu thôi là gặp kim cương à. Rồi mình sẽ dùng cây sẻng để đào mấy cái này ra và đập ra hết chỗ kim cương này. Giờ kim cương nữa. mình đã tìm thấy cái nơi ở của con rồng Hydra rồi. Giờ chỉ chịu khó là đi xung quanh cái khu vực này là rất là dễ tìm rồng Hydra luôn. Rồi ok, giờ mình sẽ đi lên trên mặt đất một xíu nha. Rồi đi lên nào. Chuẩn bị đánh rồng thôi. Và con rồng Hydra này chưa phải là con boss cuối cùng đâu, còn rất nhiều boss khác nữa. Nhưng mà mình cần phải tìm ấy thì mới có thể đánh được. Và đó, đây là cái vùng mà có những cái như đây là căn cứ luôn thì phải. Hồi như cái này là căn cứ luôn á, tại vì nó có gò đất khá là cao kìa. Đúng không? Đúng luôn, có cái rồng spawn kìa. Wow, rồng ba đầu Hydra kìa. Vậy rồi, tạm thời nấp vô đây đi. Giờ mình sẽ đứng đây á và cất đồ một cái nhá, rồi chúng ta sẽ bắt đầu trận chiến với rồng Hydra nha các bạn. Mình đã dọn dẹp đồ xong rồi và bây giờ mình sẽ bắt đầu trận chiến với rồng Hydra nhá. Rồi, giờ chuẩn bị dụng cụ thôi. Đầu tiên thì mình sẽ dùng cung trước. Tại vì nếu mình áp sát thì mình sẽ rất là khó để tiêu diệt luôn á. Và hình như cung thì không thể nào mà tấn công được rồng Hydra. Khó rồi. Mình đánh một lần mất có 3-4 máu thôi.
Giờ mình sẽ dùng sức mạnh của bộ giáp này, đó chính là khả năng chạy nhảy. Mình sẽ vừa đánh và vừa nhảy xung quanh như vậy để tránh những cái phát bắn của con rồng Hydra nhá. Ồ, nhưng mà mất rất là ít thời gian để mình có thể đánh được 1/3 máu của con rồng Hydra rồi. Gì? Đúng, có một bộ đồ thiếp hết ấy thì mình sẽ chạy rất là nhanh và né tránh dễ dàng hơn rất là nhiều luôn. Rồi. Dạ. Ui, nhưng mà rồng Hydra cũng không phải dạng vừa. Mất hết một cái đầu rồi. Ui. Ui, có khả năng hồi phục lại luôn. Mình tiêu diệt được một cái đầu rồi, nhưng mà giờ này hồi phục lại rồi các bạn ơi. Ui, có vẻ con boss này khá là mạnh đấy. Nhưng mà không sao đâu, set đồ của mình vẫn là VIP nhất. Đó. Này thì tấn công hả? Tính ra khá là dễ để đánh được con rồng Hydra này. Đó. lật thêm một cái đầu nữa rồi. Yay. Rồi, như vậy mình đã tiêu diệt được rồi. Nó đang bị hủy hoại từ từ kìa. Vậy và nó sẽ rơi ra cái gì đây? À, một cái trophy của con rồng Hydra. Và tiếp tục là những cái Fairy Blood. Vậy là mình có tổng cộng ấy là 3 cái của 4 cái loại trophy rồi đó. Dạ. Và giờ thì chắc mình sẽ đi tìm chỗ khác đi nha. Cái chỗ này thì từ từ mình sẽ quay lại. Mình sẽ đánh dấu một cái là hang rồng Hydra. Đó, mình sẽ xem lại có gì mình sẽ quay lại đây ấy, để đào những cái khoáng sản nè. Rất là nhiều kim cương, luli và những cái loại khoáng sản khác. Để coi nào. Mình sẽ cố gắng tìm cái hang của cái con bò nấm trước đã. Cái hang con đó có vẻ khá là khó tìm á. Bên đây thì không có gò đất nào trống trống hết. Để mình thử băng qua cái khu vực của con rồng Hydra này coi có cái khu vực mới nào không nhá. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục nha các bạn. Đi được một lúc thì mình đã phát hiện ở trước mặt mình có một cái công trình gì khá là lạ. Giờ mình sẽ cùng nhau qua bển và khám phá luôn nhá. Không biết chỗ đó có phải là chỗ của con boss tiếp theo không nữa. Phía trên nó có những cái cây 7 màu nữa kìa. Cái cây gì lá đẹp vậy. Cây đẹp cực luôn á. Cái này có con gì đây? Westing Ram. Này là của con dê. Ở đây có những cái cây 7 màu nè. Cái lá nó đẹp ghê luôn á. Ủa mà cái cây này giống cái cây mà hôm bữa mình chặt mà gãy ghiều vậy ta. Như nó là một loại á. Và đây không phải là công trình của boss, của một cái con dê gì thôi. Không biết có nên đánh không ta. Mà thôi đi, giờ mình sẽ lưu chỗ này lại trước đã. Dê thần đó. Tại vì ở đây có con dê khá là bự ấy. Rồi tạm thời mình sẽ để cho nó ở đây nha. Và mình sẽ tiếp tục đi thôi. Đặc biệt ở đây sẽ có những cái cây 7 màu nè. Cỏ cũng cỏ 7 màu luôn. Cỏ giống như là cỏ được gắn đèn led vậy á. Đất cũng vậy nè. Đẹp cực luôn, dây leo cũng vậy luôn. Như những cái cây cỏ ở đây á, nó được cho được con dê thần á, nó truyền sức mạnh hay sao ấy. Mà nó có những màu sắc rất là sặc sỡ, nhìn khá là đẹp. Và đằng kia có kim cương nữa kìa. Thôi nhìn thì cũng hơi tiếc, nên giờ mình sẽ nhảy xuống để lấy kim cương nha. Rồi, lấy một ít kim cương rồi đi tiếp thôi. Và kế bên đây còn có một cái tòa thành của cái con lít nữa kìa. Hai cái tòa thành luôn. Tạm thời chắc mình sẽ bỏ qua đi. Khi nào mình không tìm được con boss tiếp theo thì mình sẽ vào trong đó để farm thêm những cái trophy nhá. Trong đây có vẻ hết đường rồi. Lại mưa nữa. Mới tạnh rồi lại mưa thì cái tình chỗ này luôn á. Mưa gì mưa hoài à. Rồi, đi thẳng dưỡng bên đây nè. Ui, bé heo. Đi ra đi, bị kẹt trong cái cây thiệt tình á. Chui lên trên làm gì không biết nữa. Rồi, coi bản đồ nào. Đây là chỗ của con Naga nhưng mà nó bị kiểu như là phủ tuyết rồi. Giờ mình sẽ đi thêm một xíu nữa để coi có gặp. Ui, mình gặp cái vùng gì nè. Ở đây cũng có chim cánh cụt luôn. Ui, chợt chân. Nó trơn quá ấy. Thành ra đi trượt xuống dưới luôn. Wow, cung này nhìn giống như cái bỏ đài vậy á. Ở trên đây là chỗ của khán giả nhìn xuống nè. Wow. Và đây mình có thể nhìn xuyên lòng đất luôn. Kiểu như hát map vậy á. Nè, mình nhìn xuyên lòng đất được nè.
Wow, ở dưới coi coi có hang gì của boss không? Có một cái hang nhỏ nè. Bên đây cũng vậy. Và đây thì có rất là nhiều chim cánh cụt luôn á. Và coi coi trên cái này không biết có boss không nữa ta. Và theo như mình biết thì sẽ có boss tên Nữ Hoàng Băng nữa ấy. Mà vùng này là vùng băng nữa, mình hy vọng sẽ gặp được boss Nữ Hoàng Băng. Nhưng mà hình như ở đây không có rồi. Hiếm lắm mới gặp được khu này mà lại không có boss nữa. Ui, đằng kia còn có sét đánh nữa kìa. Ở đây là một cái tòa thành. Giờ mình sẽ đi thẳng hướng bên đây nữa nè, tại vì mình chưa mở bản đồ hướng bên đây ấy. Giờ mình sẽ tiếp tục đi khám phá đến khi nào mà tìm được cái công trình tiếp theo nha các bạn. Ok, cảm ơn ơi, vì mê mấy cái viên kim cương quá mà mình đã bị lạc vào một cái hang của mấy anh thợ mỏ rồi. Và mấy anh này thì rất là hung dữ luôn, quánh mình nãy giờ nè. Đây, ở đây có kim cương. Giờ mình sẽ gắn lấy nốt chỗ này nha. Đó, tập kim cương không đào đó 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 mấy anh người người đào mỏ. Rồi lấy hết số kim cương của ảnh. Anh la, ui ui, mình đánh anh la quá trời luôn. Nè nè nè, đây là có những spawner của zombie và của mấy ảnh nữa. Ui, zombie dân làng, zombie nè. Rồi có vàng nữa nhưng mà mình chỉ lấy kim cương thôi, mà mấy ảnh thấy quánh mình quá trời luôn. Này nè, spawner của mấy ảnh nè. Ngoài ra đây còn có thêm rương nữa ấy. Để một xíu mình kiểm tra coi trong rương này có cái gì không nhá. Đụng vô cái hang đào mỏ của người ta quánh quá trời luôn á. À, đây có rương nè. Uncrafting table là cái gì á. Ok, để mình sẽ thử lấy về. Và bên đây có, à đây còn rương nè. Đập cái cục đá này ra. Kim cương. Trong rương cũng có thêm kim cương nữa. Đúng là cái hang của mấy anh thợ mỏ. Đây đây, anh thợ mỏ hả? Đánh anh thợ mỏ luôn. Rồi, tiêu diệt nốt mấy cái con quái này. Mà không biết trong đây có trùm thợ mỏ không ta? Tại vì có mấy tên lính thì chắc có trùm á. Khều hoài. Khều hoài. Người ta không muốn quánh rồi mà cứ khều à. Rồi, ăn vô một cái coi. Nãy giờ bị quánh mất quá trời thức ăn nè. Rồi, qua đây lướt thêm cái rương này coi. Hai cái luôn. Transformation Power Powder chứ. Cái này là cái gì á? Để mình thử dùng coi. Ủa, cái này ăn được không? Không biết cái này có ăn được không nữa. Nhưng mà nó có cái hiệu ứng gì nè. Hình như nó có cái hiệu ứng gì á. Kệ, lấy tạm. Và ở đây là một cái Uncrafting Table nữa. Lấy hết. Rồi, bên đây coi. Cái đường này có vẻ ngày càng sâu á. Ai đánh mà bị trúng độc rồi. Con nhện nó quánh rồi xong nó lăn ra nó ngổm luôn. Thì cái tình nó vậy cũng đi quánh người ta làm gì không biết nữa. Rồi, hình như ở dưới này. Ồ, còn đường nè. Mà ở dưới thì toàn á. Kubo, mấy tên Kubo thì chắc mình không đánh đâu. Nhìn dễ thương lắm. Rồi, đã không muốn quánh rồi mà cứ khều khều nha. Dưới này không có boss. Nó chỉ là một cái hang giống như bình thường thôi ấy. Vậy chắc mình sẽ đi lên trên đấy để khám phá nốt nha. Rồi, anh thợ mỏ. mũ đỏ. Mấy anh mũ đỏ. Ở đây có quặng quantum. Mấy quặng lạ không à. Rồi, dùng cái gậy bay lên tiếp coi. Lâu lâu cái tự nhiên lạc vô cái khu lạ không à. Ui, con cười nữa hả? Mình vô khu mỏ mà còn cười nữa. Ấy á, úi rồi. Ui, nó nổ một phát mình bay tít lên trên luôn. Ấy á. Con cười hi 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 ha 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 nữa chứ. Bó tay với mấy anh này luôn á. Rồi, lấy nốt kim cương của mấy ảnh nè. Bên đây có mấy quặng marble, cobblestone. Cái này là cái gì đây? Cái rương này nè. Kim cương nữa. Hầu hết mấy cái cương này, cái gương trong đây á đều có kim cương á. Ui. Ui, con này giống. Ui, con gì? Con phun lửa. Ui, con rận mà biết phun lửa luôn. Wow, hay vậy. Cái rương đó mình lướt rồi. À, đây có spawner nè, đập hết đi. Thiệt tình mấy con nhện. Cứ kêu kêu mình. Đây, một cái rương mới. Ủa, rương này lấy rồi. Ủa, vì là mình lấy hết rồi hả ta? Mấy anh lại cười nữa kìa. Có rất là nhiều mấy cái Uncrafting Table luôn, mình không biết công dụng của nó là gì nữa. Mấy bạn nào mà biết công dụng của nó làm gì á thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Có vẻ ở đây chỉ có vậy thôi à. Được vài cái rương có kim cương thôi. Và mấy anh thợ mỏ thôi. Chắc giờ mình sẽ rời bỏ khu này đi. Khu mỏ người ta mà mình xuống đào hết kim cương còn quánh người ta thì kỳ lắm. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình quay lên trên nha.
Ok, cảm ơn ơi. Đi được một lúc thì mình thấy cái chỗ khá là đặc biệt nè. Hình như ở phía trước mình, đây 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 đây, chỗ này nè. Nó có một gò đất rất là cao luôn. Nó có đường vào nữa. Và mình nghi đây là một một cái hang của con boss á. Đó, mình nhảy xuống đây là chỉ có nước đánh nhau ha, tới ngõm thôi. Chắc hôm nay mình sẽ dừng chân tại khu vực này đi. Rồi mình sẽ tạm thời xem cái khu vực hang này trước nhá. Hang boss. Đó, mình sẽ tạm thời luôn, tại vì mình chưa biết hang đó là của con boss gì á. Các bạn biết đây là hang con boss gì thì nhớ chỉ mình nhé. Và tổng kết trong ngày hôm nay thì mình đã có được thêm một vài cái nguyên hiệu của con Urgas nè, rồi của con Lich cũng như là kiểu con Hydra rồi. Và trong tập tiếp theo thì mình sẽ cùng nhau đánh nốt cái hang boss này, hy vọng sẽ có thêm được những cái nguyên hiệu tiếp theo nhé. Và cảm ơn các bạn đã xem video này, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo trong series Minecraft Hexseed nhé. Bye bye. Thank you.